ngày mùng bố nha các bác nha, lá thủ ánh. Đây, mình sẽ bắn từ ngoài vào nha, bây giờ đang lục soát từ bên ngoài này. Đây các bác ơi, xin khe luôn à, xin khe nhá. Đây có mỗi con nhỉ? Đây có mấy con mà vẫn lại thấy mấy con đây nữa này. Đi. Để đúng trả lại tay nó đi. Đi chân đi chân. Anh xin cái lịch. Bây giờ ảnh làm lại nha. Con đấu thì cả ba. Nghe tiếng đẹp. Một em nha các bác nha. Tiếp. Thịt lại toàn trai hát nhỉ. Hai bên kẹp cành. Nó lại chui vào trong một tí nữa. Đây này. Em ơi. Em ơi. Đấy, nghe tiếng bem rất phê luôn. Và đang mắc đây. Hai chú. Đấy, hai em nha. Gõ con này đi bạn. Sống chưa? Cái kiểu mà chúng người nó ra gãy cánh. Ây da, cái không quay cảnh đấy đâu. 18 cộng, bạo lực quá. Đây, 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 đây. Nghe tiếng rất tê luôn. Xuyên ngực đấy. Xuyên ngực luôn. Đây bạn ơi. Hay là thử khoai một tí nhá. Hát nhỉ. Phát này vẫn ảo này. Ăn lên một tí. Ăn xuống này dễ ăn cành lắm. Dễ ăn cành. Chúng mày bán được 10 con nó lấy 1 con nhá. Dạ vâng. Có hàng đó anh em nha. Chúng canh nảy đầu. Chúng canh nảy đầu. Đúng không? Ừ, thấy thế mà. Không ra nó sẽ chết thôi. Ở dưới hình như con đấy. Bà em làm kênh YouTube mà. Chim sẻ, chim ấy đấy. Chim sẻ anh ạ. Chim rừng nó rừng như là... Đây bạn ơi. Xem có thủ bắn. Thời cái đít kìa. À lũ đít cho tớ nha. Ừ. Con này bị thương không? Con này bị thương à? Dụng cái này. Cho nó đi. Bạn bắn đi. Đây đây đây. Rồi. Tiền chúng cành thế sao ấy nhỉ? Chúng cành nảy vào nó ở một đôi mà. Đây này bạn ơi. Chúng cành nảy vào. Chúng cành nảy heo. Quả đấy chắc phải cắt. Đâu 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 đâu. Đây đây đây. Khe đá đấy. Đúng rồi. Vào giữa khe luôn.
nghe tiếng rõ đẹp luôn. Có hàng nha anh em nha. Đây, cảnh vệ đây. Thả đấy nhá. Thả đâu. Mích. Ăn được đâu mà tha. Đây bạn ơi. Ừ, trắng trắng. Ừ, có. Thì rớt hay bay? Nó rớt. Rớt. Thế vào trong mông. Vào mông. Anh nghĩ là mắc cành. Con này chắc chắn không bay. Con này không bay. Nó rớt cành này. Anh em cũng ngủ ngủ này. Vâng. Như ở bàn vàng á. Đây bạn ơi. Một đôi nhá. Chưa có ông anh hay cùng. Ông làm thầy giáo ấy. Chẳng biết anh quen không? Anh Sang ấy. Cái nhà em ở đâu? Một em trên thành phố cơ. Một em vừa đi giao lưu mấy lá thủ ở trong Mường La về. Đây nhá. Đâu, cho bạn chọn phải hay trái. Bạn lùi sang bên này tí nữa. Con gần gần cho hà bắn. Con xa xa này để tựa. Đâu, làm gì có con gần. Đây, hai con đây. Bạn cứ bắn nhá. Được rồi. Được. Con cái tỉnh được. Mình bắn đạn gì em? Đạn bi anh ạ. Một em nhá. Một em chưa tỉnh này. Hay cho cái xô đi anh. Đã có hàng bị thương rồi. Có mắc 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 không? Thấy rồi. Có đèn nữa kìa. Em có đèn xanh. Nó ở ngay chân. Ngay bắn chuẩn lắm. Đấy. Con bị mắc rồi trên đầu. Con bị mắc rồi. Đấy, một con rơi ở trong này này. Đây đây đây, nó vừa rơi ở chỗ này này anh ơi. Đấy, chỗ lá nó vừa rung rung. Hai viên hai con quay liên tục đúng không? Quay liên tục mà, tớ vẫn quay liên tục. Bạn bèm nốt con này đi. Cho 3 viên 3 con chip cục đi. Tí nữa bắn con này nhá, bắn con này trước. Con gần đây, con đền cho hài nhá. Bạn được bắn con xa rồi. Yếu bay ở đây lại yếu. Thế thế thì cần nhá. Okay, rút nó ra đi. Đổi cho cameraman bắn. Lâu lâu test thử một viên. Thì hôm nay mà vừa từ trong huyện ra. Dạ vâng. Đi Mường La mà. Hà super. Ui. Hà sẽ ra đây để nhìn thấy cả cây lá nào. Ok, ok. Đó, đó, đó. Đúng ạ. Cứ đi này khoảng 3 mét. Mày thiếu. Còn chưa dính nạn đâu. Còn chưa đấy, chưa dính nạn đúng không? Nó cũng chưa bay mất đâu, nó vẫn trong khay. Nó xung quanh. Rồi, tạm thời tắt clip.